này là nó bút nước vàng, nước vô rồi giờ nó lên tới đây. Mới nãy tại mình thoát mình không chích ra trước là chích cho nó ra ngoài đi, cho nó vô hang này. Vậy là cái kia nó gấp rồi đào. Vẫn đào còn cái hang giống một nữa đó nữa đó. Lấy nước quay sát dưới á. Cá gì nữa. Ra không? Bữa này nào cũng. Tới giờ tới nước chưa? Tới đầu quá hay. Hang dài quá anh. Từ cái bờ này. Từ đây. Cái cây chọt là nó chạy ra bên đây nút hết trơn à. Hôm qua bờ này. Mới vô cậu ơi. Thôi, một con luôn. Lấy cây đó. Cái gì nữa? Chụp cua. Chụp cái làm sao đại anh? À, lấy cây thọt không? Cây thọt đó.
kịp mình chích là anh sợ anh chạy ra ngoài chích chết luôn. Chơi nhẹ nhẹ nó chơi. Bắt cá đứng ra luôn hả? Ba vô đụng nó. Ở con trên ngồi xuống. Chỉ trên đó con nó chặt. Thêm một chú nữa. Đó. Nhiều không dám ăn nắng hết. Có nuôi không anh? Không chịu ra trời. Ra chưa? Tiếp. Chị trắng hả? 4 con rồi. Còn nữa. Mấy ký đâu? Có lắm rồi. Chưa, chưa còn có lóc nào hết. Có cá lóc á. Có cá lóc mà yếu điện quá. Có đâu gà, gà, gà nó gà nó liền liền. Mấy gà giúp cá nhảy ra hả? Để tôi là tôi là gì? Đốt cái đầu rồi đuôi đuôi cái nó lòi đuôi rồi đuôi à. Đó. Nhằm con bị cháy luôn. Rồi chơi này vô rồi đó. Làm ruộng tự nhiên có cục cỏ nè em đi ôm vô. Đó rồi sẽ nè trên chợ hả? Đụng cái đầu nó cháy vô. Lấy cây sọt anh ơi. Cái này cũng được. Với chị á, với chị mềm mềm á. Gắn tiêu tiêu. Không tiếc gắn không à. Quả dưới lắm mà sao có cá vậy nha. Cặp đuôi thịt thịt đó. Còn trong đó các bạn chừng 2-3 con. Ra luôn hả? Ô. Chê chê chê. Trắng cái chê. Mình ốc
ra chưa? Dài con được phải không? Con rồi đó. Chạy ra. Chạy ra gì vậy? Nước tiêu rồi, mất tiêu rồi. Mất rồi. Hả? Nước trào 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 vậy. Đi. Chị biết món gì đây coi? Cá nướng. Cá nướng hả? Hồi nãy nướng rồi. Có cá lóc kiến luộc xả luôn. Cá lóc nè. Cá lóc kiến luộc xả luôn. Cá lóc, cá rô, cá chê sạch. Không? Cá chê con cành cành không? Khô hành đó, ngon. Thank you.